Loại táo Nhật Bản trọng lượng từ 500 đến 800 g một quả, thậm chí gần 1 kg một quả được giao bán tràn ngập thị trường mùa Giáng sinh. Đang nói loại táo này hút khách bởi giá rất bình dân so với các loại táo khác, xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc. Những năm trước, loại táo này đã xuất hiện tại thị trường, song số lượng không nhiều. Còn dịp cuối năm nay, táo loại này về đầy ấp kho. Giá táo tùy vào mỗi lông hàng, trọng lượng từ 600 đến 800 g một quả, một thùng 5 kg có giá 2,2 triệu đồng. Còn lô có size 500 g một quả, giá chưa đến 2 triệu đồng một thùng 5 kg. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc, nước rửa tay dưỡng da Aquavera, chiết xuất hoa nhài. Aquavera Liquid Hand Wash Jasmine, số lô 210393, ngày sản xuất 29 tháng 6 năm 2021, hạn dùng 29 tháng 6 năm 2024. Sản phẩm do công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Đài Linh, địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Được biết, mẫu mỹ phẩm được lấy để kiểm tra chất lượng tại siêu thị Thành Đô, địa chỉ 352 Giải phóng phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu, chất bảo quản nhóm isothiazolinol theo quy định tại thông tư số 06-2011-TT-BIT ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế, quy định về quản lý mỹ phẩm. Giá dầu Brent cũng như giá dầu thô Mỹ đều đã tăng trên mức 80 đô la Mỹ một thùng trong những tháng gần đây khi mà nhu cầu sau đại dịch vượt quá nguồn cung. Ngoài ra, giá khí đốt tự nhiên tăng cao cũng đã gây ra khủng hoảng trên khắp thế giới, đáng chú ý nhất là ở châu Âu. Tuy nhiên, với việc biến thể Omicron xuất hiện đã hạn nhiệt giá dầu xuống trung bình mức 70 đô la Mỹ một thùng trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, sau làn sóng COVID-19 mới này, dự báo du lịch quốc tế sẽ tăng mạnh vào năm 2022. Sau đó, các chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ xoay quanh mức 85 đô la Mỹ một thùng trong năm sau. Nếu đối diện với các rủi ro, giá dầu có thể cao thêm từ 5 đến 10 đô la Mỹ.